những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Hàng nghìn tù nhân Ukraine xin gia nhập quân đội. Mỹ nghi Nga phóng lên không gian vũ khí có thể bắn rơi vệ tinh. Ukraine báo tin vui từ mặt trận Kharkiv. Nổ lớn trung chuyển căn cứ quân Nga Lugansk, tướng chỉ huy cùng hàng chục lính Nga thương vong. HIMARS sang phẳng trung tâm điều khiển UAV của Nga gần Donetsk. Điện Kremlin nhận tin xấu từ chiến trường Ukraine. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên ý mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, giới chức Ukraine thông báo hơn 3.000 tù nhân nộp đơn xin gia nhập quân đội sau khi nước này thông qua luật cho phép tuyển mộ họ. Ukraine vào ngày 17 tháng 5 ban hành luật cho phép tù nhân tham gia quân đội gần 2 tuần sau khi quốc hội của nước này thông qua. Những người muốn nhập ngũ phải có thời hạn tù dưới 3 năm khi vào quân đội được xếp vào diện tạm tha thay vì ân xá. Con số này là hơn 3.000 người. Thứ trưởng Tư pháp Ukraine Olena Vysotska vào ngày 21 tháng 5 đề cập tới những tù nhân đã nộp đơn xin gia nhập quân đội. Chúng tôi xác định được 20.000 tù nhân đủ điều kiện và 4.500 người trong số này bày tỏ quan tâm. Con số có thể sẽ dao động. Theo luật, các tù nhân bị kết án bạo lực tình dục, giết hai người trở lên, tham nhũng nghiêm trọng và các cựu quan chức cấp cao không đủ điều kiện để gia nhập quân đội Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 5 thừa nhận quân đội nước này cần thêm nhiều tân binh để cải thiện sĩ khí và luân chuyển quân, trong lúc lượng lớn lữ đoàn chiến đấu đã trống rỗng. Quân đội Ukraine đã đối mặt loạt thách thức trên tiền tuyến và nhân lực, trong khi lực lượng Nga tiến công ở nhiều nơi và kiểm soát thêm một số khu dân cư. Họ đề xuất huy động thêm 450.000 đến 500.000 lính để bám trụ trong cuộc chiến. Song, nỗ lực tuyển quân của Ukraine gặp khó khăn do ít người muốn nhập ngũ. Nga từ lâu áp dụng chính sách tuyển mộ tù nhân và lực lượng vũ trang. Một số được cam kết ân xá hoàn toàn sau 6 tháng chiến đấu. Hàng chục nghìn tù nhân Nga được cho là đã tham gia các trận đánh khốc liệt nhất với Ukraine. Mỹ nghi Nga phóng lên không gian vũ khí có thể bắn rơi vệ tinh. Ngũ giác đài nghi ngờ Nga vào tuần trước đã phóng lên không gian vũ khí có khả năng bắn rơi vệ tinh. Thư ký báo chí ngũ giác đài Patrick Ryder vào ngày 21 tháng 5 cáo buộc, vào ngày 16 tháng 5, Nga đã phóng một vệ tinh vào quỹ đạo thấp của trái đất mà chúng tôi nghi ngờ là vũ khí không gian, có khả năng tấn công các vệ tinh khác trên quỹ đạo. Theo ông Ryder, vũ khí mới của Nga dường như đã được triển khai vào cùng quỹ đạo với vệ tinh của chính phủ Mỹ. Trong khi đó, nhà ngoại giao Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cũng đưa ra cáo buộc tương tự và nói rằng vũ khí không gian của Nga bay gần và có khả năng tấn công một vệ tinh của chính phủ Mỹ. Mỹ cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Nga phóng vũ khí không gian, loại vũ khí được thiết kế để vô hiệu hóa hoặc phá hủy các vệ tinh. Ông Wood nói, lần gần nhất Nga phóng vũ khí vào không gian vào năm 2022. Ông Wood gọi vụ phóng lần này là đáng lo ngại và nói rằng nó làm suy yếu tuyên bố của Nga rằng nước này muốn bảo đảm an ninh ngoài vũ trụ. Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ đã theo dõi vụ phóng khi nó diễn ra. Không có bằng chứng cụ thể nào được cung cấp cho những cáo buộc nói trên. Nga chưa bình luận về thông tin này. Vụ phóng diễn ra vào thời điểm Mỹ và các đồng minh ngày càng lo ngại về khả năng của Nga trong việc phát triển vũ khí hạt nhân không gian có khả năng phá hủy các vệ tinh thương mại, cũng như của chính phủ. Hồi tháng 2, chính phủ Mỹ từng cáo buộc Nga đang cân nhắc việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng Moscow luôn phản đối mạnh mẽ đối với việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Ukraine báo tin vui từ mặt trận Kharkiv. Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đạt kết quả đáng kể ở tỉnh Kharkiv, song tình hình tại nhiều nơi khác vẫn cực kỳ khó khăn. Vitaly Kanchev, quan chức phụ trách tỉnh Kharkiv do Nga bổ nhiệm, ngày 21 tháng 5 thông báo quân đội của nước này đã kiểm soát khoảng 40% thành phố Volchansk, tiến sâu vào phòng tuyến và hạ gục đối phương nhiều nhất có thể. Ông nói, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía bắc thành phố.
Tổng thống Ukraine Zelensky cùng ngày tuyên bố quân đội của nước này tại Kharkov đang hạ đối phương và đạt kết quả đáng kể. Tuy nhiên, ông thừa nhận tình hình trên mặt trận miền đông gần các thành phố Boros, Kramatorsk và Kurakovo vẫn cực kỳ khó khăn. Hầu hết các trận đánh đang diễn ra ở nơi này. Trước đó, Phó Tỉnh trưởng Kharkov Roman Shenenovka cho biết quân đội Nga đang tiếp tục tiến công, đặc biệt là tại Voshen, để đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố. Ông Shenenovka nói, Ukraine đang kiểm soát khoảng 60% diện tích thành phố. Các đợt tiến công của đối phương sẽ không dừng lại. Theo Tỉnh trưởng Oleh Sinyehubov, chiến tuyến hiện chạy dọc theo con sông cắt ngang thị trấn. Binh sĩ Ukraine đang cố gắng giữ từng ngôi nhà, con phố trong thành phố Voshen. Còn kế hoạch kiểm soát nhanh chóng khu vực phía bắc tỉnh Kharkov của lực lượng Nga đã thất bại. Nga ngày 10 tháng 5 mở chiến dịch tiến công Kharkov, nhanh chóng kiểm soát một số khu dân cư tại tỉnh đông bắc Ukraine và buộc đối phương phải điều quân từ nơi khác về ứng phó. Tổng thống Zelensky tuần trước cảnh báo Nga mới chỉ mở loạt đợt tiến công đầu tiên và có thể nhắm tới thành phố Kharkov, thủ phủ của tỉnh cùng tên và đô thị lớn thứ hai Ukraine. Ukraine đang hối thúc phương Tây tăng viện trợ quân sự trong lúc chật vật đối phó với lực lượng Nga, vốn có lượng vũ khí và nhân sự áp đảo đối phương. Trong khi đó, các đợt tập kích gần đây của Nga khiến hạ tầng năng lượng của Ukraine tê liệt. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba ngày 21 tháng 5 khẳng định các đồng minh phương Tây có thể hạ tên lửa Nga tập kích Ukraine từ lãnh thổ của họ. Không có lý do pháp lý, an ninh hay đạo đức nào cản trở đối tác của Ukraine làm điều này. Ông Kuleba nói, Ngoại trưởng Ukraine cho biết nếu các vị không muốn làm điều đó, hãy cung cấp cho chúng tôi tất cả phương tiện cần thiết. Chúng tôi sẽ triển khai chúng trên lãnh thổ Ukraine và tự đánh chặn tên lửa Nga. Nổ lớn rung chuyển căn cứ của Nga Luhansk, tướng chỉ huy cùng hàng chục lính Nga thương vong. Một loạt vụ nổ lớn đã được báo cáo gần làng Yovileny ở Luhansk, miền đông của Ukraine, do Nga kiểm soát, nơi được cho là có đặt một căn cứ của quân đội Nga. Theo người dân địa phương, có khoảng 8 vụ nổ đã xảy ra vào ngày 20 tháng 5. Lực lượng phòng không của Nga đã được kích hoạt. Một số nguồn tin địa phương ở Luhansk cũng xác nhận rằng Nga đã thiết lập một căn cứ quân sự tại địa điểm bị tấn công. Cũng có thông tin cho rằng người Nga đã xây dựng một doanh trại quân sự giữa các tòa nhà dân sự. Thông tin này do ông Artem Lysoga, người đứng đầu Luhansk do Ukraine bổ nhiệm cung cấp. Ngoài ra, lãnh đạo do Điện Kremlin bổ nhiệm ở Luhansk Leonid Pasenik hôm 20 tháng 5 cũng cáo buộc Ukraine trong ngày đã tiến hành một cuộc pháo kích đánh trúng một kho nhiên liệu và gây hỏa hoạn ở thị trấn Dobshen thuộc vùng Luhansk. Đây ít nhất là lần thứ ba trong tháng qua Ukraine đánh trúng một kho nhiên liệu do Nga nắm giữ. Trong khi đó, theo truyền thông Ukraine cho hay Nga đã chịu tổn thất nặng nề do cuộc tấn công tên lửa của lực lượng vũ trang Ukraine, tấn công toàn bộ khu phức hợp tòa nhà thuộc cây gọi là Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Sự kiện diễn ra tại làng Yubileonie, cùng dân cư của thành phố Luhansk. Theo thông tin nhận được, 13 quân lính Nga đã thiệt mạng và 26 người khác bị thương do cuộc tấn công. Điều này được đưa tin bởi kênh Telegram Russia Spy, kênh thường xuyên công bố dữ liệu về tổn thất của quân đội Nga trong chiến tranh. Ngoài ra, hai nguồn tin không liên quan cho biết tư lệnh quân khu phía Nam Thượng tướng Sennady Anaskin đã bị thương. Lưu ý rằng, tòa nhà bị trúng đạn dược dùng làm sở chỉ huy của cụm quân lực lượng miền Nam của Nga. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, một cuộc họp đang được tổ chức trong tòa nhà. Theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình Scalp do Pháp sản xuất. HIMARS sang phẳng trung tâm điều khiển UAV của Nga gần Donetsk. Đánh giá qua video, bệ phóng tên lửa M142 HIMARS của Mỹ đã được sử dụng để tấn công các tổ lái UAV trinh sát của đối phương. Quân đội Ukraine tấn công vị trí điều khiển máy bay không người lái Zala 421-16E2 của Nga ở khu vực Donetsk. Đoạn video tiêu diệt những người lính Nga được quỹ Black Ally đăng tải. Những người lính Nga đang phóng máy bay không người lái của họ gần khu định cư bị chiếm đóng Yashinovata nằm gần Donetsk. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái Sala với nhiều sửa đổi khác nhau, người Nga xác định được các vị trí của Ukraine và điều chỉnh hỏa lực tại các loại vũ khí khác nhau.
đánh giá qua video, bệ phóng tên lửa M142 HIMARS của Mỹ đã được sử dụng để tấn công các tổ lái UAV trinh sát của đối phương. Máy bay không người lái Shark của Ukraine đã xác định được vị trí của quân Nga và điều chỉnh hỏa lực của lực lượng phòng vệ. Chiếc UAV này đã được mua và bàn giao cho đội trinh sát trên không của quân đội như một phần của dự án I4I đầu tiên từ quỹ hỗ trợ quân đội Black Ally và chuỗi trạm xăng Otco. Điện Kremlin nhận tin xấu từ chiến trường Ukraine. Mới đây, hình ảnh một chiếc thiết giáp BTR-50 của Nga xuất hiện trên chiến trường Ukraine đã khiến các nhà quan sát nghi ngờ về sức mạnh quân sự của Nga đang giảm đi nhanh chóng. Chiếc BTR-50 cổ điển của những năm 1950 có lớp giáp mỏng có thể không phải là phương tiện tồi tệ nhất mà quân đội Nga cử đi tấn công trực tiếp vào các vị trí của Ukraine, nhưng nó có lẽ là chiếc lâu đời nhất. Và mặc dù quân đội của Nga sẽ an toàn hơn khi lái chiếc BTR-50 70 tuổi với lớp giáp dày 10 ly so với lái một chiếc xe Golf hoàn toàn mới của Trung Quốc, nhưng đó vẫn là một dấu hiệu đáng lo ngại đối với Nga. Ngày càng nhiều BTR-50 xuất hiện trên chiến trường miền đông Ukraine khi cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga với Ukraine bước sang tháng thứ 28. Nhóm phân tích Intelligence Insight của Ukraine giải thích, nếu không có các đơn vị cơ giới được trang bị đầy đủ các phương tiện chiến đấu thích hợp như xe tăng, việc thâm nhập nhanh chóng và dứt khoát vào hàng phòng thủ sẽ rất khó khăn. Hạn chế này có thể dẫn đến tiến độ tiến quân chậm hơn và hạn chế hơn, cản trở tiến độ chung của các lực lượng Nga. BTR-50 là máy kéo bọc thép nặng 15 tấn, chạy bằng nhiên liệu diesel với 2 tổ lái và có sức chứa tối đa 20 người. Nó thường chứa một khẩu súng máy hạng nặng. Liên Xô phát triển BTR-50 vào đầu những năm 1950, nó được đưa vào sử dụng năm 1954 và trong 12 năm tiếp theo, nó là phương tiện chiến đấu chủ lực của quân đội Liên Xô. Kiếp lái BTR-50 sẽ đưa binh lính vào trận chiến, bảo vệ họ khi họ đổ bộ, khi được hỗ trợ bằng súng máy. Tuy nhiên, BTR-50 được trang bị vũ khí nhẹ và bọc thép mỏng theo tiêu chuẩn của những năm 1960. Khi chiếc BMP-1 nặng hơn và được trang bị vũ khí mạnh hơn ra mắt vào năm 1966, hàng nghìn chiếc BTR-50 đã được chuyển sang các đơn vị tuyến thứ hai. BTR vận chuyển pháo binh, công binh và súng phòng không cho đến khi máy kéo MTLB cũng bắt đầu thay thế các phương tiện cũ hơn khỏi những vai trò đó. Quân đội Nga ngày nay ít sử dụng BTR-50 cho đến khi khoảng 15 tháng sau cuộc chiến rộng hơn ở Ukraine, tổn thất hàng tháng về xe bọc thép hiện đại của Nga đã vượt quá số lượng xe thay thế hiện đại hợp lý hàng tháng của Nga, hoặc thông qua việc sản xuất xe mới hoàn toàn. Phương tiện hoặc việc thu hồi các phương tiện được cất giữ lâu dài từ những năm 1980 trở về sau. Điện Kremlin bắt đầu rút BTR-50 ra khỏi kho từ đầu năm 2023. Có vẻ như ban đầu các chỉ huy Nga đã giao các phương tiện này làm nhiệm vụ hỗ trợ khu vực phía sau và không cho chúng tiếp cận tiền tuyến. Nhưng sau đó, vào cuối năm 2023, BTR-50 bắt đầu xuất hiện trong các nhóm tấn công của Nga ở phía đông. 6 tháng sau, người Nga đã thua trong trận chiến ít nhất 4 chiếc BTR-50 mà các nhà phân tích tại Oryx có thể xác nhận. Một chiếc bị trúng tên lửa chống tăng Sovereign khi đang tấn công phòng tuyến của Ukraine ở phía tây Novomykhailivka vào Chủ nhật. Lữ đoàn tấn công đường không số 79 của quân đội Ukraine giữ phòng tuyến trong khu vực đó và các tên lửa chống tăng của lữ đoàn đó nổi tiếng là khát máu. Sẽ không an toàn khi gửi một chiếc xe tăng T-72 hiện đại với lớp giáp dày hàng trăm ly chống lại lữ đoàn xung kích đường không 79. Việc gửi một chiếc BTR-50 chỉ với lớp giáp dày 10 ly là hành động tự sát. Cuộc tấn công thất bại của BTR-50 là dấu hiệu của một vấn đề rộng lớn hơn. Hàng chục tỷ đô la viện trợ quân sự mới của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đang trên đường tới Ukraine. Có lẽ, với hy vọng chiếm thêm lãnh thổ trước khi viện trợ đến, người Nga đã phát động một cuộc tấn công mới cách đây 2 tuần, tràn về phía Nam qua biên giới phía Bắc của Ukraine với Nga. Cuộc tấn công này dường như nhắm vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, chỉ cách biên giới 25 dặm về phía nam, đã chiếm được một vài ngôi làng nhỏ ở biên giới trước khi đụng phải bức tường của các lữ đoàn cơ giới Ukraine đang bắn những lô hàng đạn pháo mới đầu tiên đến từ Hoa Kỳ.
Việc duy trì các cuộc tấn công ở phía Bắc và phía Đông bên cạnh việc chiến đấu theo vị trí ở phía Nam đã tỏ ra khó khăn đối với Điện Kremlin. Theo Reuters Insight, những tiến bộ lớn ở phía Bắc sẽ đòi hỏi một số lượng lớn phương tiện. Ngay cả khi huy động hàng chục nghìn binh sĩ mới mỗi tháng, Nga vẫn đang gặp khó khăn trong việc trang bị cho họ những phương tiện hiện đại. BTR-50 cũng cũ như một phương tiện chiến đấu dù không được đưa trực tiếp từ viện bảo tàng và nó chỉ được bảo vệ tốt hơn một chiếc xe gặp một chút. Khi đội tên lửa chống tăng Ukraine phát hiện một chiếc BTR-50 đang lao về phía mình, đó không chỉ là tin xấu cho phi hành đoàn và những người ngồi trên chiếc BTR-50 đó. Đó cũng là tin xấu cho toàn bộ nỗ lực chiến tranh của Nga. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.